Tôi đặt con trai tôi từ khóa là thắng. Thắng. Một từ khóa rất cần thiết cho thời buổi 4.0 hiện tại. Chính xác. Từ thẳng chúng ta có suy nghĩ gì không bên ngoài? Thẳng thắn. Dạ xin mời bố Linh diễn giải thêm về từ thẳng. Ngay từ nhỏ ở trong nhà tôi dạy cho con tất cả mọi cái phải nói thật, phải thẳng thắn. Bố, mẹ, anh chị cũng phải nói con muốn đó, con muốn cái kia, hoặc con không thích cái đó, con không thích kia. Cứ phải thẳng thắn, thật thà. Và trong cuộc sống á, cũng tập cho con ở cái chỗ là nếu mà có khó khăn, cố gắng vươn lên. Một chàng trai thẳng thắn cũng là một cái phiên bản đáng tham khảo trong xã hội hiện nay. Dạ, mời đặt câu hỏi thưa nhà gái. Nói từ thẳng thì câu hỏi là giới tính của em nó thẳng không ạ? À? Giới tính đó. Thích nghĩ giới tính em thì rất thẳng. Rất thẳng. 100% thuần đàn ông ạ. 100%. Xin chào, tôi là ba của Lê Nguyễn Duy Nam. Con trai tôi hiện năm nay nó 22 tuổi. Con tôi đã tốt nghiệp công nghệ thông tin, nhưng mà với niềm đam mê và sở thích làm bartender, hát rap và nhảy, nên cháu có xin gia đình cho theo cái nghề đam mê đó. Con tôi nó có cái bản tính là nó sôi động, thích nhảy nhót. Khi mà con tôi về nó mở nhạc ở nhà thì tôi nghe nó không có hay. Tôi có nói với con tôi, nhưng mà cháu nó mở riết một thời gian tôi nghe tôi cũng thấy hay, và cũng là mong muốn cháu nó theo được nhạc rap, cái đam mê của nó. Gia đình cũng luôn luôn ủng hộ cho cháu. Tôi cũng chưa biết cháu nó sẽ chọn ai, nhưng mà cái đó là do tùy tâm lý của cháu thôi. Cá nhân tôi thì cuộc sống là của riêng con, cha mẹ không thể sống cùng với con lâu dài, nên là sở thích và tình yêu hôn nhân của cháu thì để cho cháu tự chọn. Còn gia đình tôi á, rất mong là Nam có được một người vợ hiền, hiếu thảo với cha mẹ, chăm lo cho chồng con. Con gái à, con hãy yêu Duy Nam đi, vì con sẽ là nhân vật chính sau này trong những cái bài rap của Duy Nam đấy. Dạ, yeah, một chàng trai chắc chắn là năng động rồi. Xin mời nhà gái đặt câu hỏi thêm ạ. Theo như thông tin con vừa nghe chú nói là Duy Nam có rất nhiều bạn gái. Bạn gái ở đây là... Dạ, rất nhiều bạn gái mà sao đi vô đây kiếm... Không, chưa anh hai. Sao? Để chứ sao? Rất nhiều bạn gái. Bạn gái ở đây là... Bạn là con gái hay là có rất nhiều bạn gái, là nhiều mối tình rồi? Chú xin trả lời như vậy nè, có rất nhiều bạn gái, bạn con gái thôi chứ chưa có một mối tình nào hết. Đấy, chú phải nói rõ vậy, nếu nhiều bạn gái con lo tương lai của em con á. Em này là đã có bên công nghệ thông tin nữa, dạ. Thứ hai nữa là bên phần nghệ thuật á, dạ. Vậy thì làm thế nào để mà kiếm tiền được dễ dàng? Tại vì bên nghệ thuật á chỉ chơi rap và ít người thành công lắm. Dạ, làm thế nào để có cái sự nghiệp ổn định? Thế ra gia đình cũng tài trợ cho cháu, nhưng mà cháu cũng tự đi làm thêm, để tức là nghề bartender cũng làm được 3 năm rồi, yeah. Tự đi làm để kiếm tiền sinh sống, ít khi mà phải phụ thuộc vào gia đình. Dạ, cảm ơn gia đình nhà trai. Cái quan trọng xin được nhắc lại cho mọi người, thưa quý vị, chỉ trong năm 2020 thôi, nhạc rap đang bắt đầu lên ngôi. Dạ đúng ạ. Và rõ ràng là nhạc rap bây giờ đã cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí là nằm ở trên hàng top những cái dòng nhạc đang chiếm thế thượng phong và dễ hái ra tiền qua sự thu hút của những chương trình truyền hình thực tế về rap. Vậy thì không lý do gì một chàng trai đã theo đuổi rap vài năm nay rồi khi mà chưa biết rằng qua ngày mai họ là người như thế nào, phải không ạ? Nhưng mà nhà gái lo lắng thì cũng đúng thôi. Bao cao su Tam Thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.